Zotin Gowi và Rimasic đánh nhau dữ dội tại bãi giữ xe, người trong cuộc đã lên tiếng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dân Trí. Rap Việt đã đi qua 5 tập và để lại dấu ấn khó quên trong lòng khán giả với những màn trình diễn đỉnh cao. Tuy nhiên, ngoài tính giải trí thì Rap Việt còn thu hút công chúng bằng những câu chuyện bề lề đầy bất ngờ. Trong đó, nóng hổi nhất là tin đồn về vụ ẩu đả được cho là đã xảy ra giữa Gowi và Rimastic. Theo đó, mới đây trong một diễn đàn truyền bàn về chuyện showbiz, một tài khoản kể rằng Gowi và Rimastic đã cùng nhau có mặt tại bãi xe và xảy ra cuộc ẩu đả nhỏ. Sau đó, cả hai đều bị mời lên phường để làm việc vì hành động này. Ngay sau khi tin đồn bị lan rộng ra ngoài, đích thân Gowi đã lên tiếng phủ nhận trên trang cá nhân. Gì vậy mấy ông nội, do tôi hơn Manly tí thôi, chứ tôi quý Rimastic lắm mấy ông, bớt chế dùm nhà. Bên cạnh đó, vài bình luận cũng khẳng định rằng vụ xô xát đó không thể xảy ra bởi không gian bãi giữ xe khá đông người và giới truyền thông có mặt tại đó cũng không hề ít. Hãy nhanh tay đăng ký và bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ kênh YouTube Dân Trí các bạn nhé!